Chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn dùng món thịt nướng lụi ăn với bánh hỏi nha các bạn. Món này ăn rất là ngon nha, bắt mắt lắm. Rồi bây giờ lửa than mình đã nhúm rồi, dĩ mình cũng đã chuẩn bị sẵn xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị nướng, mình nướng cho các bạn xem nha. Món này thơm ngon lắm. Thịt nướng mình đã xào lụi xong đây các bạn. Bây giờ chuẩn bị nướng nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ thịt lên dĩ. Món này thơm lắm các bạn ơi, ngon lắm. Thịt heo mình xó lũi đó nha các bạn. Đó, quá hấp dẫn rồi nè. Mình ăn bún thịt nướng, mình ăn với bánh hỏi, mình cuốn rau sống cũng ngon nha. Rồi, nướng một mặt rồi, bây giờ mình chở vào một mặt kia nha, cho thịt chín đều. Nhớ nướng lửa than vừa vừa thôi nha các bạn, mình nướng quá là nó cháy, nó khét. Nó chậm mà nó ngon. Bây giờ thịt đã chín một bên này, thì mình chở bên cho đều nha các bạn. Khét một hồi mình lấy kéo mình nhấc nha. Đây thịt nướng là phải cháy, có đường nó mới ngon. Mình ở đây mình ướp là mình ướp sườn, ướp thịt nướng là ướp với đường cắt chảy nha. Đó, đường cắt chảy, đường thì là đường hút lốt á. Đường hút lốt nó ra cái màu đẹp lắm. Thành phần mình gồm cũng có sữa đặc nha các bạn. Hành, tỏi. Rồi quá thơm các bạn ơi. Chở đầu ra các bạn, cho thịt chín đều. Bởi vì mình cái bếp nướng của mình hơi bị nhỏ. Thơm lắm các bạn ơi. Có nghi ngút thơm lắm các bạn ơi. Mình thường xuyên mình hay nướng gì mình ăn nha các bạn. Quá ngon các bạn ơi, bây giờ đã vàng rồi. Wow, các bạn thấy màu đỏ tươi đẹp không? Cái này, cái màu này là màu tự nhiên nha các bạn. Mình xài là đường hút lốt đó nha. Mình nhớ nha, mình cho phần đường hút lốt vô mình ướp. Nó có được màu vàng như vậy. Giờ mình nhất định mình đưa lên thêm mình nướng cho thiệt là nhiều nha các bạn. Hôm nay mình nướng nhiều để mình đãi các bạn ăn nha. Nè các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị mình tỉa mấy cái khét nè, là cục thịt nó rất là đẹp nha. Đó, các bạn thấy không? Đỏ hồng hồng rất là đẹp.
Mà cái thạch này á, mình cũng đừng nên nướng lửa lớn quá, đừng có nên nướng quá chín nha. Chín quá cục thạch nó khô gao, khô gan à. Đó, một cục đã xong đây. Bạn thấy không? Đó thì xong tàu. Quay các bạn bỏ gạt xem nào đó. Mình nhấp nhẹ nhẹ vậy ra nha, là cái đó không phải là cục gạch nó khét, mà do là đường cát á, đường hút lốt nó chảy xuống nó khét nha các bạn. Đó, quá ngon các bạn ơi. Giờ tiếp tục cái diệm này mình chở luôn nha các bạn, chở đều lửa the lửa riu riu gì đó, nhanh chậm chín chút xíu mà nó thơm nữa. Nhà các bạn mà có đám tiệc cái gì các bạn làm món này ăn cũng bắt mắt lắm nha. Ăn với bánh bò cũng vẫn được, ăn với bánh hở cũng vẫn được, mình khỏi xài heo quay luôn, mình làm nhà thì mình ăn chất lượng hơn nha các bạn. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Các bạn xem kênh nhớ ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực mình làm nhiều clip để cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn trước. Rồi bây giờ cái dĩ sao này cũng đã sắp chín luôn nha các bạn thấy đẹp không? Đó, chín nhẹ nhẹ vàng vàng đường vậy đó, ngon lắm mà nghe. Mình chuẩn bị mình gấp xuống luôn nha các bạn, gấp xuống để mình tỉa ba cái khét cháy ra ngoài ngoài. Thạch nướng đã nói tiếng thạch nướng là phải khét nha, mới gọi là thạch nướng. Đây, bây giờ thành phẩm của mình đã xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy ngon không? Đó, nướng màu vàng rất đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ đó, mình mời các bạn dùng chung với mình nha. Đó, thịt nướng quá thơm rồi các bạn ơi, bạn dùng chung với mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy ngon và hay á, thì cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Chào các bạn ạ. À.